Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01, một sản phẩm mà mình đã review cho các bạn cách đây vài ngày. Rồi, sản phẩm này thì mình có mức giá đó là 2.790.000 và đang độc quyền tại Thế Giới Di Động. Đó là cái mức giá mình tham khảo trên website Thế Giới Di Động nha. Rồi, và sản phẩm này thì có một cái cấu hình đó là RAM 2GB, 4 nhớ trong 16GB, con chip Qualcomm Snapdragon 4398 nhân. Rồi, bỏ qua những cái lời khen chê ở trong clip mà mình đã đánh giá nhanh sản phẩm này, thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test game, và cụ thể đó là tựa game Liên Quân Mobile, xem rằng với cái bộ nhớ 16GB thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc chơi game hay không nha. Rồi, nào chúng ta hãy bắt đầu. Rồi, đó là trước mặt các bạn đang là 94.715 điểm. Đây là số điểm AnTuTu của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01. Và cụ thể thì điểm CPU là 41.979 điểm và điểm GPU là 9.663 điểm. Đó là điểm CPU của điểm AnTuTu, điểm CPU của con chip Qualcomm Snapdragon 4398 nhân. Đó là con chip cũng khá là ok, mặc dù không phải là mạnh nhưng mà được tối ưu rất là tốt khi mà chúng ta có thể dùng để chơi game. Rồi, vậy liệu rằng bộ nhớ 16GB như mình đã nói ngay từ đầu clip thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chiếc điện thoại chúng ta? Thì mình sẽ dành vài phút phân tích. Đó là chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta mở cái phần file bộ nhớ trong ra, chúng ta có thể thấy là 11.67/16GB, có nghĩa là chúng ta đã dùng 11.67GB chỉ còn trên tổng số 16GB, như vậy chỉ còn trống đến khoảng chưa đến 3GB, chứ phải hơn 3GB một xíu. Như vậy thì mình khi mà mình tải tựa game Liên Quân Mobile này, mình đã phải xóa bớt đi tựa game PUBG Mobile các bạn ạ. Có như vậy thì chiếc máy này nó mới tải được tựa game Liên Quân Mobile mượt hơn và nó nhanh hơn. Khi mà chúng ta tải những cái hiệu ứng ở trong game nó mắc lên thì tựa game Liên Quân Mobile là một tựa game cũng khá là nặng. Rồi, ngay trước thì cũng rất vất vả mình mới cài được cái tựa game Liên Quân Mobile. Bởi vì khi mà tải vào thì nó cũng báo là lỗi tải gọi HD, thì mình cũng chưa gặp vấn đề bao giờ, thì mình không hiểu rằng đây là do sản phẩm Samsung Galaxy không một lỗi hay là tựa game Liên Quân Mobile lỗi thì mình cũng không rõ, nhưng mình chưa gặp trên sản phẩm nào như thế này cả. Rồi, mình nghĩ đó là một phần nguyên nhân bởi vì cái bộ nhớ trong của Samsung Galaxy A01 quá thấp, cho nên mình đã thử xóa cái tựa game PUBG Mobile đi và xóa cái server đi thì tựa game Liên Quân Mobile hoạt động bình thường. Ok, máy đã vào game. Đó, sau khi mà mình đăng nhập vào thì máy này hoạt động trơn tru bình thường các bạn ạ. Rồi, chúng ta có thể thấy là chúng ta nói lại một chút, đó là về cái thiết kế của sản phẩm Samsung Galaxy A01 thì máy có một cái thiết kế khá là nhỏ gọn. Đấy, chúng ta có thể thấy khá là nhỏ gọn, 5.7 inch. Đó. Và khả năng cầm nắm thì nó cũng tương đối là ok. Đấy, chúng ta có thể thấy khá là mỏng và nhỏ nhé, dành cho những bạn nào mà thích mỏng nhỏ nhé. Rồi, cái loa thì tất nhiên rồi, loa thì theo mình là được thiết kế với âm thanh lớn hơn Samsung Galaxy A10, nhưng mà đặt ở đằng sau như này mình không ưng rồi. Thì khi chúng ta đặt xuống như thế này này, đặt xuống như này, hoặc là chúng ta có cuộc gọi đến đặt xuống như này thì chúng ta sẽ nó sẽ bị bịt cái loa đi ở cái mặt phẳng mặt bàn, thì chúng ta sẽ không nhận được cuộc gọi. Ok, không dài dòng nữa thì ngay bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu vào game. Samsung Galaxy A01 thì hiện tại chưa có ốc lưng, cho nên là mình cũng không tìm được ốc lưng nào vừa với cái sản phẩm này để mà mình lắp đặt cho các bạn cả, lắp đặt là để các bạn có cái cảm, mình có cái trải nghiệm nó tốt hơn. Rồi, máy đã vào game thì bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt. Bây giờ vào phần cài đặt chung này, chúng ta cho HD siêu cao này. Ok, hình ảnh thì cho cao này, chắc chắn HD là không được rồi, đó, HD cao này. Chất lượng chi tiết là cao đi. Rồi, đó là những cái cài đặt và FPS này. FPS xíu nữa mình sẽ vào trong trận đấu thì mình sẽ xem tiếp nha. Rồi, điều khiển này, ăn lính đẩy trụ này. Ok, mình sẽ lưu vào. Tạm thời thì những cái thao tác cũng khá là ok các bạn ạ. Và wifi thì mình đã để wifi ở di động chuẩn. Wifi này, wifi cửa hàng mình thì cách cái chỗ mình đang ngồi review các bạn thì nó chỉ khoảng tầm 2 mét là thôi. Và chúng ta nhận thấy là cái wifi yếu như này, nhưng mình nghĩ đây là cái bệnh chung của game chứ nó không hề liên quan gì đến cái máy này các bạn ạ.
Rồi đây là một cái arc, đây là một cái arc mà mình dùng để test game, bởi vì là cái arc mà test game các bạn thì cái arc mà mình thường chơi ấy thì nó lại đang uy tín khá là thấp, bị tố cáo khá là nhiều. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành chơi tựa game Liên Quân Mobile, cài đặt max setting theo cái khả năng của máy ở trên chiếc Samsung Galaxy A01, và mình sẽ tiến hành một trận đấu hang. Trận đấu khởi động, ok, uy tín 100, đấy, rất là đấy, nó báo như này rồi, mình cứ ghét báo này thì các bạn ạ. Rồi có thể thấy cầm nắm, mình đang cầm những cái chiếc điện thoại ví dụ như i11 hay là những điện thoại lớn hơn màn 6 inch. Bây giờ khi chuyển sang cầm chiếc điện thoại 5,7 inch này, chúng ta cảm giác nó hơi khó chịu một chút và mỏng và nhẹ. Đặc biệt là thiết kế của Samsung Galaxy A01 nó lại bằng nhựa nữa, cho nên là và biên pin nó lại dung lượng nó lại thấp nữa, cho nên nó càng nhỏ nhẹ hơn các bạn. Rồi như vậy các vị trí đã được chọn thì chỉ còn thiếu cái vị trí ST thôi. Rồi vị trí ST. Rồi vị trí ST không có cái vị trí tướng mình thích. Ok, mình sẽ chơi vị tướng Para. Cái gì đây? Mình sẽ dùng Para đi ST các bạn. Mình sẽ chọn đảo ngọc này. Ok, có thể là mình cái ạc này nó chưa tối ưu lắm về cái bảng ngọc. Đi đu đi. Chơi Tara đi. Ok, mình sẽ chọn vị tướng Tara. Rồi chúng ta có thể thấy là cái vấn đề loát nó đang gặp trục trặc ở chiếc điện thoại của mình, thì có thể là mình sẽ bắt bật wifi. Cái tình trạng như này mình thời gian gần đây mình gặp rất là nhiều, thì không biết là do wifi nhà mình hay là do lỗi của máy nữa. Có thể là mình sẽ bị AFK các bạn ạ. Mình nghĩ đây không phải là lỗi của máy mà là máy nào nó cũng bị như thế này, thì cũng không phải lỗi wifi, máy nào cũng bị như này thì mình nghĩ là đang lỗi của game. Có thể là cái việc mà nó chưa loát hết nó sẽ ảnh hưởng. Rồi ok, cái đồng đội của mình thì đang di chuyển rất là xa rồi và mình còn đang đứng ở đây. Ok, tôi thấy FPS đang ở mức 30. Rồi rừng mình đang làm gì kia, rừng mình đang cướp à? Rồi đang rất là hổ báo cáo trồn các bạn ạ. Ở cái mức danh là danh vàng như này thì có lẽ là cũng không có gì là khó khăn cả. Mình nghĩ là mình cái này mình phụ thuộc vào đồng đội thôi, nhưng mà mình cũng nghĩ là đối với cả cá nhân mình thì mình cũng không phải lo lắng lắm về cái trận thắng hay thua ở đây. Và quan mục đích của mình cũng là review cho các bạn về cái khả năng chơi game của sản phẩm này, thì nó cũng không quan trọng thắng thua cho lắm. Khi thắng được thì là một điều rất là vui, rất là tuyệt vời. Ok, mình chơi FP nhưng mà mình chơi vị trí này không giỏi lắm, mình quan trọng mình test cái test những cái thao tác các bạn nhé. Đó. Cái cài đặt khi mà chúng ta trong trận đấu này nó cũng rất là quan trọng này. Đấy, những cái thao tác này rất là quan trọng này. Đấy. Nó có mượt hay không, bởi vì là khi mà chúng ta đang chơi game mà chúng ta bị ngắt nhịp lag ở hay là bị treo ở những cái thao tác này, nó không phải là không có nhưng mà nó rất là ít, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều việc leo danh chúng ta, đặc biệt những bạn nào mà leo ở cái mức danh cao phải không nào. Rồi ok, AD của mình đã hỗ trợ kịp thời. Trận này mình thấy team bạn khá là yếu, không biết là như thế nào đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành phá cái trụ này. Cảm giác cầm nắm đang chơi một cái máy nó lớn hơn, rồi bây giờ tự dưng cầm cái máy nó bé bé này cảm giác nó nhột nhột anh em ạ.
Rồi mặc dù cái loa này nó thiết kế đằng sau nhưng mà nó không hề có cái cảm giác mà bé, loa nó bị bé mà nó cũng khá là âm thanh khá là lớn các bạn. Có lẽ là Samsung đã nhận ra cái điều mà nó thiết kế như thế này thì nhược điểm của nó sẽ là loa bé, cho nên nó đã, Samsung đã tăng cường cái âm lượng của chúng ta. Rồi. Và mình bật volume luôn này. Máy nãy giờ thì đang ở FPS thì nói chung là cũng bị tụt, không được mức ổn định lắm. Tuy nhiên là mình nghĩ như thế này là cũng chơi cũng khá là ok các bạn ạ. Tuy nhiên một điều mà chúng ta có thể thấy là khi mà mình vừa mới cài game Liên Quân Mobile cái, lấy loát game cái là mình lại phải xóa cái tựa game PUBG đi. Thì thực sự đó là cái điều mà mình không hài lòng nha các bạn. Đó thực sự là một điều không hài lòng. Bởi vì là bản thân mình thì mình phải xóa cả Messenger đi các bạn ạ. Bản thân mình thì không hài lòng về điều này. Rồi, ok. Và chúng ta có thể thấy là khi mà máy có cái bộ nhớ thấp thì cái này thì mình không review các bạn được, nhưng mà đây là cái trải nghiệm thực tế của mình. Đó là khi mà mình tải cái tựa game Liên Quân Mobile này này. Đấy, khi mà tải vào trong trận đấu, khi mà các bạn cài đặt một cái máy mới, thời gian ban đầu thì bao giờ nó có một cái phần cài đặt mà phần load tài nguyên. Đó, thì khi mà mình load ở đấy thì nó cứ báo lỗi. Có nghĩa là cái bộ nhớ nó không đủ để nó tải được những cái tài nguyên như vậy. Thì đó là cái nhược điểm của cái máy bộ nhớ thấp. Thực sự là Samsung Galaxy A01 ở một cái mức giá 2.790.000 đồng này thì mình nghĩ là nó không được xứng đáng cho lắm. Bởi vì là có rất nhiều những cái sản phẩm cùng mức giá mà cái cấu hình nó lại vượt trội hơn rất là nhiều. Thì không hiểu là Samsung thiết kế ra sản phẩm này là nhằm mục đích gì. Ok. Các bạn còn nhớ là mình đã từng ca ngợi chiếc Samsung Galaxy A10 rất là nhiều, thì cái Samsung Galaxy A01 này nó đúng là trái ngược cảm xúc các bạn ạ. Nó thực sự là khiến mình rất thất vọng. Bởi vì sao? Bởi vì một cái máy có giá gần 3 triệu đồng, 2.790.000 đồng mà lại có một cái cấu hình như vậy, và thiết kế vỏ nhựa và cái loa, cái dàn âm thanh này nó vẫn thiết kế như thế này. Thực sự mình không hài lòng về thiết kế như thế này, một cái cấu hình như thế này. Có lẽ là chiếc điện thoại này chỉ có mức giá tầm 2 triệu thì là hợp lý hơn. Nhưng đấy là chúng ta đang xét về cấu hình thôi, xét về cái cấu hình so với những cái dòng máy khác thôi. Còn nếu như chúng ta xét về cái thương hiệu thì Samsung để mức giá như thế này thì nó lại rất là hợp lý này. Bởi vì chúng ta có thể thấy là ở Samsung thì chúng ta thấy trên truyền hình ấy thì chúng ta rất gặp thường xuyên rất là nhiều quảng cáo của Samsung, đúng không nào? Đó là cái chi phí mà Samsung phải bỏ ra. Đây mình sẽ tăng cái độ sáng lên để cho anh em quan sát dễ hơn. Rồi FPS thì vẫn đang ở mức 30. Ok, một trận đấu khá là dễ dàng, phút thứ 6 mà diệt hết trụ như này. Có lẽ nào đây? Có lẽ nào? Có chàng trai viết lên trụ. Rồi có lẽ là trận đấu kết thúc đây. Chúng ta có thể thấy là đây. Đấy, em đang ở một pha giao tranh này. Đấy, FPS vẫn giữ ở mức 30 nhé. Đấy, FPS vẫn giữ mức 30 nhé, không vấn đề gì nhé. Đấy, ui dồi, chạy. Đấy, đào tạo thành những combat rất là mạnh mẽ này. Nên rất là ok. Các bạn để thấy hình ảnh cũng khá là tương đối là nét, đúng không nào? Đấy, nó không gần như là không bị vỡ hình. Đó, màn hình hiển thị thì Samsung luôn là số 1 rồi. Không có một cái màn hình của một hãng nào có thể vượt qua được Samsung. Chỉ có lấy công nghệ của Samsung về làm thôi. Chứ nếu mà để mà vượt qua được cái công nghệ hiển thị của Samsung thì thực sự là rất là khó. Rồi đến như này thì có thể là trận đấu kết thúc tại đây. Thì chúng ta có thể thấy là Samsung Galaxy A01 chơi tốt tựa game Liên Quân Mobile. Tuy nhiên là khi mà chúng ta ra cái bộ nhớ này, chúng ta nhìn thấy cái bộ nhớ này. Đấy, mình lại nói lại một cái bộ nhớ một chút. Chúng ta thấy là bộ nhớ trong 11.68GB trên tổng số 16GB. Đó, thì khi mà bây giờ mình tải một tựa game PUBG Mobile và tải cái Messenger về nữa thì máy này nó đầy. Đấy, cho nên là nếu như cái sản phẩm này mà chúng ta chỉ dùng Facebook, Zalo, lướt web, xem YouTube
thì ok, chứ chúng ta tải thêm một vài cái tựa game mà chúng ta chơi thì nó sẽ không phù hợp. Rồi với mức giá như thế này thì anh em thấy nó chơi game có tốt hay không? Và qua clip vừa rồi thì các bạn thấy sản phẩm này có nên mua hay không? Thì các bạn hãy để bình luận ở phía bên dưới nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.